Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tất cả các bạn một loại cây trồng công trình, trồng cảnh quan đường phố rất đẹp và được rất nhiều thành phố ưa trồng. Đó là cây bàng Đài Loan. Vâng, là một cây thân gỗ có đặc điểm rất thẳng và tán mọc nó thành từng cái tầng lớp, nhưng đặc điểm là tán rất xanh, lá rất xanh và mọc tán mọc vót chữ V, biểu tượng của cái Victoria, biểu tượng của chiến thắng. Đấy. Và sau này cái cây một cây bàng Đài Loan mà nó phát triển được đầy đủ thì cái tán của nó rất tròn, tròn như cái ô và vót ngược lên, nó tạo cảm giác rất đều, đẹp và rất là gọn gàng, không bị lòa xòa. Cho nên là các cái khu đô thị, các khu nhà máy thì các chủ đầu tư thường rất ưa dùng và tham mưu cho những cái người chủ để người ta có thể quyết định trồng để trang trí cho các cái khu đô thị, các khu nhà máy, công sở. Và với một cái mức giá dành cho những cây bàng Đài Loan như thế này cũng rất là phù hợp, có thể dao động từ 3 triệu đến 5 triệu cây, đường kính từ 15 cho đến 20. Đấy. Các bạn đã sở hữu một cây bàng Đài Loan rất đẹp và khỏe khoắn. Tôi đã trồng và kiểm chứng rất nhiều công trình thì cái tỷ lệ mà cây bàng Đài Loan mà chết rất là thấp. Hiện tại ở Việt Nam thì bàng Đài Loan cũng đang được rất nhiều thành phố trồng và cái lượng mà nhu cầu cung cấp nó bây giờ đang cái lượng cung đang bị hạn chế, lượng cầu cao hơn cung. Chính vì thế mà những cái nhà vườn như chúng tôi là cần phải có những cái nguồn cung cấp ở nước ngoài về, như hàng của Trung Quốc. Và như các bạn biết đấy, thì công trình thì để vận chuyển xa từ bên Trung Quốc về Việt Nam, chúng tôi đã phải bó thân đấy, để cho đảm bảo thân nó bị, cho nó không bị xây xước và bị giữ độ ẩm thân đấy. Rồi là chúng tôi phải cắt ngọn, một ngọn ở mức độ ví dụ như là 5m, 4m rưỡi, 5m đều nhau, để cho chống cái việc mà thoát nước của cây, để đảm bảo cây về ra mủ, để nó phải ra mầm xanh tốt để mang đi trồng. Đây là một cái vườn cây bàng Đài Loan đường kính 16-18cm của Casado Việt Nam. Lá xanh mướt. Nếu như các bạn trồng cây này thì các bạn phải tư vấn cho chủ đầu tư hoặc tư vấn cho khách hàng là cây này nó cần phải có một cái không gian rộng để nó có thể là tỏa tán tròn, bởi vì tán nó phải tròn nó mới đẹp, chứ nếu mà không gian hẹp, một bên là nhà, một bên là tường thì nó lại không đẹp, không hợp lý. Nó không như những loại cây khác là cành lá có thể mọc đối xứng so le hoặc có thể mọc tự do, nhưng cái này nó mọc rất là cân đối, tròn như cái ô. Đây là những cây mà mới ra mầm thì nó như thế, nhưng mà mấy nữa nó phát triển lên thì các bạn thấy rằng là nó từng tầng một rất đẹp. Các bạn muốn sở hữu cây bàng Đài Loan đẹp thì hãy liên hệ với chúng tôi, Casado Việt Nam, 0976 609 399.